AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Thời gian qua, trong cộng đồng hâm mộ Honkai Impact 3 đã xuất hiện nhiều hình ảnh của một dự án mới đang được miHoYo phát triển. Đây được cho là tựa game mobile có chung vũ trụ với tựa game ARPG đình đám này khi có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quen thuộc lấy tên Honkai Star Rail. Bất ngờ thay, khi giới game thủ vẫn còn đang săn lùng những thông tin và hình ảnh ít ỏi của tựa game mới này, thì miHoYo đã bất ngờ công bố Honkai Star Rail đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên diễn ra từ ngày 8 tháng 10 năm nay. Theo thông tin từ miHoYo, Honkai Star Rail sẽ không đi theo hướng hành động chặt chém như các đàn anh, mà sẽ có lối chơi nhập vai theo lượt tương tự Final Fantasy. Về đồ họa thì có vẻ miHoYo đã tận dụng hoàn toàn engine đồ họa của Honkai Impact và Genshin Impact hòa hợp lại để xây dựng nên thế giới mới này. Trong game, người chơi sẽ lập đội gồm nhiều nhân vật khác nhau thông qua hệ thống gacha, y hệt như Genshin. Có vẻ như trò chơi mới này cũng học hỏi hệ thống thuộc tính nguyên tố từ Genshin Impact để tạo nên chiều sâu chiến thuật trong lối chơi. Thế giới trong game là một thế giới mở rộng lớn, đậm chất khoa học viễn tưởng. Các nhân vật đều là những gương mặt mới, nhưng trong đấy vẫn sẽ xuất hiện một số nhân vật cũ từ Honkai Impact 3 như Bronya hay Himeko, dù tạo hình đã được thiết kế lại. Nhiều người chơi dự đoán Honkai Star Rail sẽ là một vũ trụ song song với Honkai Impact 3 và cốt truyện của cả hai không hoàn toàn liên quan đến nhau. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ thêm thông tin từ miHoYo mới có thể xác nhận điều này có chính xác không? Hay Honkai Star Rail thực sự là hậu bản của Honkai Impact 3 như nhiều người đã đồn đoán? ヤリーロ6はこんな姿になってしまったのね。乗車後初の開拓任務に出る準備はいい？じゃあ行ってきます。 そのうちの一人は壊滅の種を持っており、滅亡をもたらすことになる。三人で大活躍して、あの二人に見せつけてやろう。蝶と共に散れ。 星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。 Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.